phim Mái Ấm Gia Đình. Tránh Bảo: Em đi dự tiệc, sau khi đeo xong thứ hai quay về bỏ vô thùng bảo hiểm, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Tóm lại sau khi con dùng xong lập tức mang về đây, nhớ đó, tuyệt đối không làm trầy. Anh đem đồng hồ cho má tôi được không? Tất nhiên được rồi. Đại lực sĩ quá nhân lợi hại nha. Đồng hồ này bảo quản rất tốt, chắc khoảng 400 ngàn. Được chứ vậy? Xong rồi, mau thôi mau thôi. Nhanh lên. Đi, nhanh lên. Chờ tôi một lát, đi vệ sinh cái đã. Đang rất là gấp. Gấp quá. Cho qua. Nè, mang tập luyện trước đi nha. Cha, cái đồng hồ của mày quá đẹp đó. Nhưng nó không hợp với mày. Anh quên cái dây quần kìa. Nè, các người làm gì? Dạ Phi, cứu bạn, có người bị cướp rồi. Gọi bác sĩ Quân rồi. Sự việc là như vậy. Được rồi, cảm ơn nhiều. Dạ không có gì. Nếu cần thiết cảnh sát chúng tôi sẽ gọi anh tới nhận dạng. Không thành vấn đề. Mình đi thôi. Đi. Ông Hồng. Ông chủ à, đây là bạn cậu Phi đó. Cậu là người đã báo với chúng tôi hả? Dạ phải. Cậu Phi sao rồi? Bây giờ đang kiểm tra. Bác sĩ, thử qua Phi sao rồi? Mấy người là gì của cậu ấy? Tôi là ông chủ cậu ấy. Ở Hồng Kông cậu ấy không có người thân nào hết. Đầu của bệnh nhân bị đụng vào tường, phần não bị chấn động, bây giờ còn đang hôn mê. Có nguy hiểm gì tới tính mạng không? Bác sĩ, không phải anh muốn nói không có khả năng tỉnh lại hay không? Không chừng cả đời không tỉnh lại. Xin lỗi nha, tôi đang muốn hắt hơi nên không nói chuyện được. Xin lỗi. Thực ra tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng như mọi người đã nghĩ. May mắn là vết thương tích tụ trong não rất ít, cho nên thân thể sẽ tự nhiên hấp thụ rất nhanh. Nếu không có gì, mấy tiếng đồng hồ nữa cậu ta sẽ tỉnh dậy. Không cần phải lo lắng đâu. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Xin lỗi, xin phép. Nè, cậu điện thoại nói thằng Phi bị người ta cướp, chuyện này là sao vậy chứ? Thực ra tôi cũng không rõ. Lúc nãy tôi đi vệ sinh nhìn thấy anh Phi bị ngất xỉu, sau đó thấy mấy tên cướp đại lực sĩ đi rồi. Có thiệt không? Người nhìn đã biết đại lực sĩ giả rồi. Ê, bọn cướp này bị điên hả? Hay là bị mù? Không phải, là hàng thiệt. Trước đó anh Phi cùng với tôi đem đồng hồ đi chùi dầu. Quản lý nói đồng hồ đó trị giá mấy trăm ngàn lận. Tiền là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là thằng Phi có thể tỉnh dậy, nó không bị sao là tốt rồi. Đồng hồ? Không phải con muốn nói đại lực sĩ mà má mượn của cô Út cho con chứ? Dạ phải. Con nghĩ ảnh nhất thời ham vui cho nên mới lấy ra đeo. Bọn cướp nhìn thấy cho nên chúng mới cướp thôi. Con thật không nên giúp cho Quang Quang mà. Con không nên làm nhiều chuyện như vậy. Tại sao lại phải giúp ảnh làm gì chứ? Không phải lỗi của con. Má không lấy đồng hồ ra thì không có chuyện gì cả. Vậy cũng phải. Không phải con đang đợi má nói câu này chứ? Đương nhiên là không phải. Là lỗi của con. Món đồ quý giá như vậy sao con nhờ người khác cầm chứ? Tôi chết rồi. Bây giờ người thì bị thương, đồng hồ thì bị mất, không có tiền để mà đền. Má phải làm sao đây? Con phải làm sao bây giờ hả má? Chúng ta lấy tiền đâu mà đền đây chứ? Bình tĩnh lại đi. Chúng ta đều nên bình tĩnh. Không được đâu. Bà cố biết chuyện có thể sẽ cắt đứt quan hệ với con hay không? Ông nội thương bà cố như vậy, có đuổi con ra khỏi nhà họ Mã hay không? Má giờ phải tính sao? Có đuổi con ra khỏi nhà họ Mã tự hay không má? Tự nhiên con hãy bình tĩnh lại đi. Nè, nhất định có cách giải quyết. Để má suy nghĩ đã. Má làm sao giải quyết đây? Má có tuyệt chiêu của má. Rồi,
Mong là nó các nhân thiên tướng gặp dữ quá lành. Đúng là tai họa mà. Kẻ cướp nhìn thấy cái đồng hồ rồi mới ra tay với thằng Phi. Nhưng mà làm sao thằng Phi có được đại lực sĩ chứ? Đó là hàng giả, nhìn là biết rồi. Không phải đâu, cậu Hút cũng có nói mà. Sau khi người thợ kiểm tra cũng nói đó là hàng thật mà. Phải đợi cậu Phi tỉnh lại rồi mới biết được chứ. Chà, sao tự nhiên có sấm sét gì? À, bà chủ. À, ông Hồng, Cương. Hôm nay em không cần đi làm hả? Em nghe tiểu nhân nói là Phi bị cướp phải nằm viện, nên đến xem có giúp gì được không. Anh đã nhờ cậu Thái từ bệnh viện rồi. Khi nào Phi tỉnh lại thì điện thoại báo cho anh biết. Phi bị như vậy hai người cũng không nên còn tâm trạng buôn bán. Đóng cửa sớm đi. Ông Hồng bà chủ. Đến bệnh viện xem có giúp được gì không. Ông chủ vậy... Vậy gì chứ? Đây cũng là ý của anh Cường, đúng không? Nè, bà chủ đang nóng đó. Vậy cậu tự bảo trọng ha. Bà chủ tôi tới bệnh viện ha. Sao đây? Có phải có chuyện muốn nói riêng với anh không? Phải. Em muốn bàn với anh về cái việc cần phải làm sau khi Phi bị cướp. Anh không hiểu. Toàn bộ sự việc rất là phức tạp. Anh chỉ cần biết cái đồng hồ của Phi là em. Em trong tình huống ai đó không hay biết đã mượn cho tử nhân. Tử nhân kêu Phi mang đồng hồ đó cho em, rồi sau đó thì xảy ra chuyện. Cái câu em vừa mới ngập ngừng nói, trong tình huống ai đó không hay biết, là cô Út đó hả? Anh sẽ giúp em đúng không? Không phải em tính kêu anh nhận tội giùm chứ? Người đó là con anh, tất nhiên phải nhận tội rồi. Tại sao em không lên tiếng hỏi cô Út trước khi lấy vậy? Em cũng học cô Út thôi. Ngày Tết quấy cũng lấy bao lì xì của em. Anh sẽ giúp em đúng không? Anh sẽ giúp em đền tiền mà. Không phải vấn đề tiền bạc. Em không muốn nhận. Em mượn đồ của cô ấy, sau đó thì xảy ra chuyện. Má Cương à, anh có nhận ra nó không? Cung Trạch Lý Huệ Tử. Sai, là một tội danh. Cuốn này là của anh. Anh không có ấn tượng gì hết. Anh không ấn tượng. Nè, lúc đó anh đang học cấp 3 đó, làm kỷ luật viên. Có một ngày chủ nhiệm nói là muốn kiểm tra cặp. Trong lúc mà anh vội vã đó, anh nhét nó vào bồn hoa. Có ấn tượng không? Sao nó lại nằm trong tay của em? Cuối cùng anh đã nhớ ra rồi đúng không? Lúc đó em đang đứng ở sau lưng của anh nè, cho nên nhìn thấy rất là rõ. Em nhìn thấy thầy cầm cuốn sách lên. Không biết tại sao em lại thấy rất sợ thầy. Biết cuốn sách đó là của anh, cho nên em đứng ra nói là em đánh rơi. Em gánh tội giùm cho anh. Em rất can đảm nói với thầy. Vì em muốn giảm cân nên lấy cô ấy làm mục tiêu. Em là con gái mà, nên thầy không truy cứu nữa. Chỉ nói với em sau này không được mang loại sách này tới trường. Cũng may là có em nhận tội giùm cho anh. Nếu không thầy mà mở cuốn sách này ra và nhìn thấy được bài kiểm tra ở bên trong thì sẽ biết là của anh ngay. Vậy bây giờ anh đã biết em chịu tội này thay anh nhiều năm như vậy rồi. Anh chỉ nhận thay em có một lần này thôi, không quá đáng chứ? Chuyện đã qua nhiều năm rồi, anh không nhận chứ cũng đâu làm được gì. Em thường nói cũng đúng. Đúng là anh có nợ cũ mà. Cho nên mới nói tuyệt đối đừng mắc nợ phụ nữ, họ sẽ ghi nhớ suốt đời đó. Hình như em cảm thấy sự việc này rất là tức cười, có đúng không? Tức là người chính trực như anh mà cũng có điểm yếu trong tay người khác, em thấy tức cười. Có phải rất thú vị không? Anh à, anh nên học hỏi em. Em làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng mà không bao giờ để lại một điểm yếu nào hết. Em đừng vội đắc ý. Em kêu cái này là chuyên gia phạm tội, làm việc sạch sẽ gọn gàng, không có tử quyệt. Nếu vậy thì chưa chắc. Tức là làm chuyện xấu không để lại bằng chứng, em đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Em nghĩ 3, 4, 5, 6 cũng không được. Lợi hại ha. Trắng à, uống trà không? Sao lại có cái mùi này? Ấm trà để lâu có mùi là chuyện bình thường mà. Để con đi rửa lại ha. Nè, ấm trà tứ xa không rửa bằng tay được đâu. Dù đứng nóng tráng qua là được rồi đó. Tráng sơ hả? Dạ được, con tráng sơ ha. Sao đây, có muốn uống một ly không? Được hết sáu, em không khát, không uống đâu. Em không cần hay là không dám đây hả? Anh à, cách nói này của anh là muốn... Anh đã nhớ lại rất là nhiều việc.
Nếu anh đoán không sai thì em cũng đang nghĩ giống như là anh đang nghĩ gì. Có phải thằng Tráng không? Ba ra ở trong này, con đợi một chút đi. Sao tự nhiên ba lại về? Ba đi vệ sinh là mất cả tiếng đồng hồ lận. Thoải mái quá. Tráng à, em làm thiệt hả? Nếu không thì sao, chịu ra quần hả? Nếu xong rồi thì thu xếp lại đồ chơi lắp ráp đi. Được rồi, cái nào đẹp em dọn xong hết rồi. Làm gì mà lén la lén lút giấu cái gì đó? Không có. Ủa, ba, đang rửa ấm trà hả? Con nhìn thấy rồi mà, tất nhiên là rửa ấm trà thôi, nói thừa không. Thì sao đây? Em nghĩ sao nếu như ba biết em lấy ấm trà tử sa ba thích nhất để dùng làm cái bô? Còn mặc kệ để ba pha trà không nói cho ba biết, thì ba sẽ nghĩ sao đây? Biết mà không báo lại khai em ra, anh cũng là đồng phạm đó. Anh chuẩn bị nghe chửi rồi. Thì nói đi, khai hết ra, cùng lắm thì chết chung thôi, em không sao đâu. Bây giờ em chỉ có hai con đường để chọn thôi. Một là thừa nhận làm mất cái đồng hồ, hai là thừa nhận dùng ấm trà tử sa của ba để làm cái bô. Em tính nhận cái nào đi? Anh trở nên bỉ ổi từ hồi nào vậy? Từ khi nhìn thấy bộ dạng đắc ý của em đó. Chuyện rõ ràng không liên quan tới mình, khi không lại tính lên đầu của mình. Ông không có lòng thương, ông không có thiên lý. Cô làm gì vậy? Cô bị mất một cái nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương? Phải. Phải đó. Hôm qua sau khi Angel dự tiệc xong, chúng tôi đi thẩm quyến massage. Lúc về không thấy chiếc nhẫn nó đâu. Sao hai người bất cẩn vậy chứ? Trời ơi, chết rồi. Hôm qua đi nhiều chỗ như vậy thì không biết đánh rơi ở đâu. Nếu như trong máy massage chân không có, trong nhà cũng không có, lỡ như rớt ở trên taxi hay ngoài đường, chắc chắn là không tìm lại được rồi. Nè, cô có xuống nhà của bánh đúc không? Cô lấy thẻ hồi hương. Anh lập tức xuống xem liền. Mau lên, mau lên. Ừ. Nè, có phải là cô bất cẩn đem bỏ vô phòng? Phải ha, giờ coi thử. Phải đợi tâm trạng cô tốt mới nói chuyện cái đồng hồ được. Thôi chết. Có chuyện gì vậy? Cô không thấy cái đồng hồ lớn chuyện rồi. Đồng hồ? Phải. Có phải cái đồng hồ mắc tiền không? Là đồng hồ đại lực sĩ. Chết rồi, sao mỗi lần uống say đều có chuyện hết trơn vậy nè. Thì ra không phải ông trời không có mắt. Lúc nãy tôi chửi ông, tôi xin lỗi nữa. Thôi chết rồi, không thể mất cái đồng hồ đó được. Thôi cố bà bình tĩnh lại đi. Nè qua đây ngồi, ngồi xuống đã, ngồi xuống đã. Ngồi xuống, cô nghĩ lại đi, có khi nào để đâu không? Không có mang về nhà không? Trời ơi, cô không có nhớ nổi, tối qua cô say còn không nhớ làm sao về được nhà nữa. Chắc chắn là rớt ngoài đường bị người ta lượm rồi. Chết thiệt rồi, đồng hồ đó mấy trăm ngàn bị người ta lượm được chắc chắn là mất. Của đi thay người mà, phù phiếm thôi, bỏ đi ha. Đồng hồ đó là của cô thì không sao, đồng hồ đó là của anh hai. Đồng hồ của ba? Sao ba có cái đồng hồ đại lực sĩ vậy? Là ba cô để lại. Đồng hồ đó mấy trăm ngàn, ba chịu cho cô mượn đi dự tiệc sao? Thì cô nghĩ là lén lút lấy đi, lén lút đeo, lén lút mang trả, cho nên không nói với ảnh. Thôi chết rồi, lần này lớn chuyện rồi, tính sao đây? Thôi được rồi, nhà họ Mã có sóng to gió lớn gì chưa trải qua, cứ giao cho con giải quyết cho. Cô Út à, cô đừng tự trách mà. Chỉ là mất cái đồng hồ, ba không trách cô đâu hả? Đúng vậy, ba biết phân biệt phải trái mà. Ba sẽ hiểu không phải cô cố tình làm mất cái đồng hồ. Phải đó cô Út, con cũng rất là đản trí, cũng thường xuyên làm mất đồ. Vậy lần này cô làm mất cái đồng hồ, lần sau cẩn thận một chút, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Bà cố bà, nếu như ông nội trách tội, con có thể nhận tội thế. Đồng hồ này không chỉ là đơn giản có giá trị thôi. Con biết là do ông nội để lại cho ba, rất có giá trị kỷ niệm, nhưng đâu thấy ba đeo nó. Ảnh không đeo nó là vì ảnh không có nỡ đeo. Đồng hồ này do ba của cô dành tiền rất là lâu mới mua được nó. Ổng giao cho ảnh, hy vọng anh hai xem nó như báu vật gia truyền, truyền từ đời này sang đời khác. Trước giờ anh hai luôn xem trọng nó, không có dám để ra bất cứ lỗi nào, con có hiểu không? Sao con chưa bao giờ nghe ba nhắc tới chuyện này vậy? Bởi vì ảnh chưa có quyết định được sẽ truyền đồng hồ cho ai.
Cô chuẩn bị tâm lý nghe chửi rồi. Cô chỉ sợ anh tự trách mình không bảo quản tốt vật báo gia truyền thôi. Được, chúng ta mua một cái giống hệt để thay vào. Mình không nói ba biết đâu hả? Đương nhiên là nhất định phải tìm được cái đồng hồ rồi. Vấn đề là chúng ta không thể thông đồng với nhau để lừa gạt ba được. Hay là vậy đi, chúng ta cùng nhau nhận lỗi với ba đi. Ừ, nhận tội là đương nhiên, bồi thường thì cũng phải cần. Bà cố bà con tính hết rồi, con có thể bỏ ra 70.000 để mua đồng hồ. Con ra 100.000. Thì lì xì của con cũng có 10.000 đó. Cố bà, con ra 100.000. Tôi không chăm sóc tốt cho Angel, tôi cũng có trách nhiệm. Tôi ra 100.000. Số tiền còn lại tôi sẽ chịu. Tôi hỏi các bạn trong nghề xem có cái đồng hồ nào giống như vậy không. Mọi người thiệt tốt với tôi quá. Chúng ta là người một nhà mà, có quả cùng gánh là chuyện bình thường thôi. Chút nữa ba về con sẽ nói cho ba biết. Hay là để tôi giải thích với sếp Đại, có thể sếp Đại sẽ nể mặt người ngoài như tôi. Không cần, em tự lập mất đồng hồ thì em tự nói. Ba đã về rồi. Ông nội. Chào sếp Đại. Anh Hai à. Anh Hai. Em gái, em làm sao vậy? Em mới khóc hả? Anh Hai, em đã làm một chuyện rất có lỗi với anh. Đã làm chuyện gì mà có lỗi với anh Hai đây? Em đã làm mất đại lực sĩ mà ba tặng cho anh rồi. Hả? Tại sao lại như vậy? Tại em không tốt. Em tự lấy trong thùng bảo hiểm ra đeo. Sau khi kết thúc buổi tiệc thì lập mất tiêu à. Cô Út không phải cố tình đâu ba. Tụi con cũng biết cái đồng hồ đó rất có ý nghĩa. Có tiền cũng không mua được. Nhưng mà tụi con sẽ cố gắng mua lại cái đồng hồ giống y như vậy. Ba đừng giận cô Út mà. Trời ơi, mấy đứa có biết cái đồng hồ đó rất là mắc hay không? Tụi con biết cái đồng hồ mắc tiền nên đã bàn với nhau sẽ góp tiền mua lại cho ba, được không? Trang à, mấy đứa đối với em gái của ba cũng xem như là có tình có nghĩa. Tử Nhân à, ông nội, con có cảm thấy là ông nội nên giận chuyện này hay không? Ba, chuyện ngoài ý muốn mọi người đều không muốn mà. Đúng vậy, tiền mất có thể kiếm lại được, đồng hồ mất cũng có thể mua cái khác. Nhưng mà báu vật gia truyền á, là vật để chúc phúc cho đời sau. Ý nghĩa này tụi con rất là hiểu mà. Mà ba, tóm lại tất cả tội lỗi tính hết lên đầu con đi. Hả? Thì ra đứa nào đứa nấy cũng đều có phần hết hả? Anh Hai à, chuyện này không liên quan tới tụi nó, là em làm mất đồng hồ, anh đừng có chửi tụi nó nữa. Em gái à, em đã bị tụi nó lừa rồi. Tại sao? Bị mất đồng hồ thì ba không có giận, nhưng mà đùng đẩy trách nhiệm như vậy thì ba không thể nào tha thứ được đâu. Ông Hồng đã có gọi cho anh, nói là Phi nó bị người ta cướp và bị đánh tới ngất xỉu luôn. Vả lại nó còn bị mất cái đồng hồ, chính là chiếc đồng hồ mà em gái cho rằng mình đã bị mất đó. Tại sao đồng hồ đó lại ở trong tay của cậu Phi? Ông vừa về tới Hồng Kông là đi thăm Phi ngay, đúng lúc nó vừa mới tỉnh lại. Nó còn nói cho ông biết là con đã nhờ nó mang cái đồng hồ này về cho má của con. Có chuyện này hay không vậy? Chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là tụi nó ai cũng biết hết, chỉ có mình em là không có biết thôi. Là mấy đứa gạt cô. Mấy đứa mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không nói cô cắt đứt quan hệ với mấy đứa đó. Không cần phải nói nhiều nữa. Lúc nãy có một người mạnh miệng nói rằng góp tiền đền cho anh mà. Em gái à, lập tức thu hết tiền của tụi nó đi. Cứ xem như đây là tiền phạt. Em phải trừng phạt tụi nó đã lừa dối, gian trá, không phân tôn ti, dĩ hạ phạm thượng, làm cho em hoảng sợ một trận là mã hổ tụi nó đó. Anh Hai, anh Minh, anh Hai giỏi quá. Nhớ là phải thu tiền nghe. Tất cả đồng hồ này không phải đồng hồ mà tôi đang cần. Kiểu mà anh tìm xưa quá rồi, anh Bính đã hết cách rồi, khó tìm mua được lắm. Nhưng mà tôi chỉ muốn mua kiểu đó thôi. Mấy cái đồng hồ này không hợp với chúng tôi cho lắm. Hay là vậy đi, cậu kêu Bính giúp tôi tìm lần nữa ha. Vậy được, nếu có tôi sẽ báo cho anh biết ngay. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Ba, cứ từ từ đi, con nhất định tìm được mà. Dạ phải, hay là con hỏi phòng đấu giá có lẽ có đó ha. Phòng đấu giá nhất định là bị người ta nâng giá. Cho dù mắc cũng phải mua thôi. Con sắp đi công tác với nghệ sĩ, con sẽ chú ý những cửa hàng đồ cổ xem nó có hay không. Mọi người không cần phải lo, ba biết có một người có cái kiểu đó nên đã hẹn cô ấy rồi đó. Người quen của bà đó là ai vậy anh Hai, sao không nghe anh nói tới? Nói tới em sẽ biết thôi. Xin chào mọi người, hello, tôi về rồi nè. Sao đông đủ quá vậy, lo lắng cho tôi hả? Tôi không sao đâu, cảm ơn. Ai lo cho mày, sếp Đại đang chờ người bán đồng hồ đó. À phải rồi sếp Đại à, thứ mà ông cần đó tôi có mang tới nè.
Tăng 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 tăng. Cậu là người bán hả? Tử Nhân à, xin lỗi nha. Lần trước anh kêu tôi đem đồng hồ về cho người nhà, không ngờ tôi gây ra chuyện này. Khoan đã, cái này chính là cái đó, không phải bị cướp rồi sao? Cái bị cướp là đồ giả thôi. Anh tưởng tôi ngu dữ vậy hả? Đeo đồng hồ mắc tiền và đi chơi nhạc sao? Tôi đã đem cái thiệt cất nó trong tủ từ trước rồi. Đi đi đi, sau khi tôi xuất viện liền mang trả cho mọi người nè. Thì ra ngay từ đầu ba đã biết rồi. Ba còn biết là đứa nào cũng rất gian xảo nữa. Nhưng mà nghĩ tình mấy đứa lập tức muốn nghĩ cách cứu vãn, cho nên ba không truy cứu chuyện này nữa, như vậy bỏ qua luôn. Vậy tiền mà mấy đứa góp cho cô sẽ thay mặt của anh hai thu hồi ngân sách. Trời ơi. Nghe rõ đây, ngoại trừ Tử Ni ra, tất cả đều đáng bị phạt vì tội rất là nặng. Đáng phạt? Mà còn em nữa đó. Cái gì chứ? Em tiền trảm hậu tấu cũng là có tội, em phải bỏ ra 100.000. Đồng ý. Đáng lời cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.